Thời điểm này sắp là thời điểm tựu trường và mình tin rằng có rất nhiều bạn sinh viên đang náo nức chuẩn bị vào trường đại học, mang theo nhiều đam mê và nhiều nhiệt huyết. Nhưng các bạn lại tự hỏi, vậy thì người bạn đồng hành, tức là chiếc laptop của chúng ta trong những năm tới sẽ là chiếc máy nào? Nếu như các bạn đang phân vân trong phân khúc khoảng tầm 20 triệu đồng thì để mình gợi ý nhá. Đó chính là Vivobook 14X OLED đang ở bên tay trái của mình đây. Và không chỉ những bạn sinh viên mà kể cả những bạn trẻ muốn tìm một chiếc laptop cũng có thể tham khảo ngay em này. Bởi vì trong phân khúc giá này những em nó có rất nhiều điểm tốt. Và những điểm đó là gì thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu. Mình là Công, tới từ Review OS. Đầu tiên là phải nói về mặt mức giá thì ngày mình làm video này mình chưa biết chính xác là giá khoảng bao nhiêu, nhưng theo như mình tham khảo được khoảng tầm hơn 18 triệu đồng gì đó, có thể là khoảng 19 triệu đồng thì các bạn sẽ có ngay một em laptop này. Và khi các bạn mua về chúng ta được cái gì hay? Đầu tiên là một màn hình OLED đẹp. Cấu hình em này cũng rất là mạnh mẽ với chip Intel Gen 12 và đặc biệt có thể nâng cấp được một thanh RAM nữa để giúp dung lượng RAM tăng lên. Nếu như các bạn sau này làm việc các bạn thấy cần dung lượng RAM lớn hơn thì việc nâng cấp cũng rất dễ dàng. Chiếc laptop của chúng ta mang trong mình một thiết kế trẻ trung nhưng vẫn đậm phong cách nhà Vivobook. Phần mặt trước của máy khá tinh giản với lớp sơn nhám cùng logo Vivobook. Và cái lớp sơn nhám này cũng giúp chúng ta hạn chế được nhiều vết xước răm trong quá trình sử dụng bởi vì bụi bẩn bám vào hay là chẳng may hạt cát nó cào qua. Phần mặt B của máy được thiết kế với những đường viền nhựa có vân nhám và được làm không quá dày. Phần viền trên sẽ là camera và hệ thống microphone thu âm, có cả mic khử ồn. Về chất lượng của camera này thì không phải quá xuất sắc và mình thấy rằng dừng lại mức độ vừa đủ cho việc học tập hay là họp online. Ngoài ra các bạn sẽ có tính năng HDR, chúng ta có thể bật lên để cân bằng tốt hơn giữa vùng sáng và vùng tối nếu như các bạn đang ngồi trong một môi trường có ánh sáng chênh lệch cao. Mặc dù đây không phải là một chiếc laptop doanh nhân nhưng máy vẫn được trang bị một nắp che camera để đảm bảo tính an toàn cho người sử dụng. Các bạn chỉ cần gạt sang thôi là không ai thấy gì ở trên camera nữa. Và sự bảo mật không chỉ dừng lại ở phương pháp vật lý, các bạn sẽ có hai nút tắt ở phía dưới bàn phím của chúng ta, cụ thể là nút F9 để các bạn tắt microphone và nút F10 để chúng ta tắt nhanh camera. Tiếp theo là tới phần bản lề ở trên máy thì sẽ cho góc mở tối đa là 180 độ, rất tốt cho những bạn nào muốn làm việc nhóm và chia sẻ công việc của mình trên màn hình cùng với mọi người. Bây giờ mình sẽ cùng các bạn thử luôn cái bản lề này nhá. Đó chính là thử mở bằng một tay. Khi mình mở một tay thì gần như là mình mở hết được máy. Đó, đến đây thì bắt đầu máy của mình mới bị bênh lên và mình mới cần dùng thêm một tay nữa. Nói chung là nếu sử dụng một tay thì gần như là mình mở được cả cái máy này rồi. Còn về độ chắc chắn của bản lề thì mình thấy là trong điều kiện sử dụng bình thường của mình, bản lề rất chắc chắn, gõ thoải mái. Chỉ khi các bạn gõ quá mạnh tay ở trên cái máy tính này thì mới làm bản lề lung lay mà thôi. Đây mình chạm thử các bạn xem. Đó, thấy không? Gõ mạnh tay thì nó mới rung một tí, chứ còn nếu bình thường thì nó chắc chắn. Đối với lại phần mặt C, chúng ta có bàn phím EcoSense, cảm giác gõ khá là thoáng tay với một kích thước đầy đủ. Mặt phím thì nhìn có vẻ tưởng phẳng nhưng thực tế lại khá ôm lên ngón tay bởi việc làm cong nhẹ và 0,2mm. Hành trình của phím là 1,4mm, độ nảy và phản hồi đều tốt cho mình cảm giác thoải mái khi gõ. Nếu bạn hay làm việc trong tối và cần đèn nền thì chúng ta cũng được hỗ trợ luôn, đây sẽ là đèn LED đơn sắc màu trắng. À mà còn một điểm cộng nữa cũng rất sáng giá trong thời kỳ Covid này, đó chính là máy của chúng ta được phủ một lớp kháng khuẩn. Các bạn đỡ yên tâm vi khuẩn sinh sôi ở trên em nó nhá. Kết quả thử nghiệm thì kháng khuẩn lên tới 99%. Nhưng mà lưu ý, các bạn đi đâu làm gì xong tay về bẩn thì nhớ rửa tay đi, bởi vì kháng khuẩn thôi, không kháng bẩn. Phần trackpad ở trên Vivobook 14X OLED thì làm cho mình khá ngạc nhiên về mặt kích thước. Kích thước rất là lớn và kể cả thao tác 3 ngón tay của mình thì vẫn đủ diện tích để vuốt. Cảm giác di chuyển ở trên trackpad rất mượt và chính xác. Ngay ở phía trên sẽ có một ô vuông nho nhỏ, đó là cảm biến vân tay. Việc mở khóa máy tính của mình lúc này rút gọn lại, không còn là nhập mật khẩu dài dòng nữa mà chỉ cần chạm một lần vân tay, như vậy là mở khóa, rất là nhanh lại còn bảo mật, đỡ sợ mọi người nhìn thấy mật khẩu của bạn. Tới với lại phần mặt D, chúng ta sẽ có một chấu cao su nhô cao lên, vừa giữ chặt máy ở trên bàn, vừa tạo một khoảng hở nhỏ để tăng độ thoáng khí. Và khe thoát nhiệt ở mặt D thì mình thấy lớn, nhìn được cả linh kiện ở bên trong. Và bây giờ hãy cùng mình nói về các cạnh bên của máy. Đầu tiên là cạnh bên trái, chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A 2.0, hệ thống đèn báo và khe thoát gió. Ở bên cạnh phải sẽ là cổng sạc dạng tròn, cổng xuất màn hình HDMI, hai cổng USB Type-A 3.2, một cổng USB-C và một jack âm thanh 3.5. Lưu ý cho mình là cổng C này sẽ không hỗ trợ sạc, các bạn chỉ có một cách duy nhất để sạc cho máy là thông qua cổng tròn mà thôi. Như vậy là về số lượng cổng kết nối ở trên máy rất là đầy đủ và đa dạng, có thể nói là đầy đủ nhu cầu của những bạn trẻ bây giờ. Ví dụ các bạn cần cắm chuột, cần cắm bàn phím, thậm chí vẫn cắm thêm được cả ổ cứng của chúng ta nữa. Rồi là còn thừa một cổng C, bạn nào thích kết nối điện thoại thông qua C2C hay là C2 Lightning thì cũng được.
Còn nói về sự tiện lợi của em này, khi chúng ta mang đi mang lại thì thực sự trọng lượng rất là nhẹ, chỉ có 1,6 cân thôi, mang đi đỡ sợ hại xương sống của bạn. Và thực sự kích thước 14 inch thế này thì cũng rất là phù hợp để các bạn có thể mang theo từ quán cà phê tới trường học mà không sợ rằng em nó tốn diện tích cặp của mình. Nhớ lại cái thời kỳ mình còn sinh viên, lúc đó mình mang cái laptop nặng hơn 3 cân đi học, thế mà mình cứ mang từ nhà đến trường liên tục luôn. Bây giờ các bạn sinh viên sướng thật, laptop có mỗi 1,6 cân. Nhưng mà nãy giờ khen em này hơi nhiều, vậy thì trong phần thiết kế có cái gì có thể gọi là điểm đáng lưu ý hay không? Thì chúng ta sẽ có một điểm, đó chính là chất liệu làm em này chỉ là từ nhựa mà thôi. Các bạn sẽ có mặt A, mặt C, mặt D đều làm từ nhựa hết. Mặt B thì tất nhiên là làm từ nhựa rồi. Nhưng mà được một điểm cộng cho em này, mặc dù là nhựa nhưng khi mình nhấn vào máy thì mình cảm giác chắc chắn, không ọp ẹp. Anh em nào mà muốn thử thì có thể nhẹ tay thử một chút xem sao. Màn hình ở trên Vivobook 14X OLED có thể coi là một điểm cộng sáng giá của sản phẩm để các bạn mua luôn mà không cần phải đắn đo. Bây giờ ở trong cái phân khúc giá này, những laptop khác thường thì chỉ dừng lại ở màn hình độ phân giải Full HD. Màu sắc của màn hình là khoảng 45% NTSC và độ sáng loanh quanh từ 200-300 nits. Trong khi đó thì Vivobook 14X OLED được trang bị màn hình OLED. Có kích thước là 14 inch thì các bạn biết rồi, nhưng mà độ phân giải 2,8K luôn. Tức là cái độ phân giải lớn gấp 3 lần Full HD. Và về tỷ lệ màn hình thì cũng là tỷ lệ vàng cho làm việc 16:10. Độ phủ màu của màn hình là 100% DCI-P3 đạt chuẩn màu Pantone. Độ sáng của màn hình đạt 600 nits, nói thực sự là cao hơn cả chiếc MacBook Pro 2020 mình đang sử dụng. Ngoài ra thì màn hình này còn hỗ trợ HDR, giảm ánh sáng xanh và tần số quét 90Hz. Đọc thông số của màn hình này mà mình cứ ngỡ rằng cái giá của em nó chắc phải 25-30 triệu mất, chứ làm gì có cái giá trong phân khúc này. Một màn hình quá ngon luôn. Có thể thấy là ở trên chiếc laptop này, Asus đã rất chú trọng vào trải nghiệm của người sử dụng và nâng cấp về màn hình, bởi vì đây là thứ mà người dùng sẽ nhìn vào liên tục 100% khi dùng máy. Vừa rồi là một loạt thông số, còn đánh giá cá nhân của mình về cái màn hình này, thứ nhất là nó không rỗ, 2,8K mà kích thước 14 inch thì rỗ làm sao được. Thứ hai là về mặt màu sắc thì mình thấy là có chuẩn Pantone một phát, mọi thứ chính xác ngay và mình có thể yên tâm là kéo màu ảnh của mình trực tiếp ở trên màn hình này. Tuy nhiên thì mình thấy những tông màu ấm được thể hiện ở trên màn hình sẽ có phần hơi đậm hơn một chút. Vì vậy những bạn nào mà cần độ chính xác cao khi tinh chỉnh ảnh, các bạn lưu ý điều này nhé. Được trang bị ở bên trong em này là CPU Intel Core i5 12500H, 8GB RAM và bộ nhớ trong là SSD 256GB. Đặc biệt như mình đã chia sẻ là RAM ở trên máy vẫn còn một khe trống, các bạn có thể dễ dàng nâng cấp thông qua khe này. So sánh một chút để xem hiệu năng của em này mạnh như thế nào nhé. Là trong cái phân khúc giá này thì các laptop khác sẽ được trang bị chip U-Series là TDP 18W hay là P-Series là khoảng 28W. Nhưng mà riêng em này là chip H-Series và chúng ta có TDP lên tới 45W cho con chip 12500H. Nếu như bạn muốn hiệu năng giảm bớt một chút để tăng thời lượng pin thì bạn có thể tùy chỉnh ở trong phần mềm My Asus. Bản thân mình khi dùng máy này thì mình hay để ở chế độ hiệu năng cao để mình có một cái hiệu năng tốt hơn và dùng sướng hơn. Để các bạn thấy rõ hơn được hiệu năng CPU thì mình có chấm qua Cinebench R23 và điểm đơn nhân của mình đạt 887 điểm, còn điểm đa nhân của mình đạt 9870 điểm. Trải nghiệm thực tế của mình khi sử dụng máy này thì tất nhiên những ứng dụng văn phòng của như Word, Excel, PowerPoint không thể nào làm khó được em nó rồi. Mọi thứ được mở rất trơn tru, mượt mà. Thậm chí là mình có thử thêm một số phần mềm đồ họa chuyên nghiệp như là Photoshop hay Lightroom thì mình có thể làm việc tốt ở trên máy này. Như vậy là với những bạn sinh viên mua em này về có thể yên tâm để cài ứng dụng chuyên ngành và làm việc nhé. Một hiệu năng tốt như vậy thì có thể các bạn sẽ lo lắng về vấn đề tản nhiệt. Đây, để mình củng cố luôn. Tản nhiệt ở trên máy cũng thuộc hàng to con với quạt kích thước lớn, có hai ống đầu và hai khe thoát nhiệt. Riêng em này thì mình dành hẳn một phần để chia sẻ với các bạn về loa ở trên máy. Công nghệ âm thanh thì các bạn biết rồi, Asus bao giờ cũng trang bị vào. Nhưng mà phải nói thực sự là loa của em này âm lượng rất là lớn. Cho dù các bạn không có tiền mua loa ngoài, nhưng mà các bạn ở trong phòng tầm 20m2 thì cái loa này vẫn đủ sức đáp ứng. Nhược điểm của em nó là có vẻ hơi thiếu bass một chút. Và phần cuối cùng ở trong video sẽ là về viên pin được trang bị ở bên trong máy. Thì nếu như nói về mặt dung lượng của pin trong cái phân khúc giá này thường nó sẽ là 50Wh, nhưng mà riêng Vivobook 14X OLED thì lại là 70Wh, viên pin lớn nhất trong phân khúc chưa. Và với viên pin lớn thế này chúng ta cũng yên tâm hơn về thời gian sử dụng pin. Còn nói về phần sạc cho máy thì các bạn sẽ cục sạc 90W đi theo. Mình thấy cục sạc này kích thước khá là nhỏ gọn và dễ dàng mang theo, nó nhiều cục sạc PD của chúng ta bây giờ ấy. Và với 90W này thì máy cũng hỗ trợ sạc nhanh luôn. Trong trường hợp các bạn chuẩn bị lên máy bay chẳng hạn, chỉ có một thời gian ngắn để sạc thôi, thì với cục sạc hỗ trợ sạc nhanh cái này giúp chúng ta nhanh chóng làm đầy pin. Tổng kết video của mình thôi, cũng khá là dài rồi. Với Vivobook 14X OLED thì các bạn sẽ có một chiếc laptop dành cho những bạn trẻ, cho những sinh viên. Với mức giá thì mình thấy nó cũng sinh viên thôi, nhưng có một màn hình rất là đẹp, một hiệu năng mạnh mẽ và một viên pin thì cũng được nâng cấp với dung lượng lớn hơn. Các bạn thấy sao về em này thì mời các bạn ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS.